Hello, xuống đây bằng phone nhưng nào lời bình đại sẵn không bao giờ thúc bạc ngày nay em bằng thấm mò bằng to vì đồ chung bằng phone nhưng tôi xuân à nào tụng ngô qua là chẩm pa qua nà rám tất nộp hùm mà phước phong không bụt tấn sẵn phải chào thành khai chọc chăng bằng thấm bông cho nộp hàng cáo này ta à phê bước cầm em lại nhà mấy phiên á lâu có một nguồn khơi nhé chếp lâu á bụt mấy có sang tốc ơi lên quyết bỏ ra sắp đơn nộp hàng cáo ông cáo này lâu có bắt bằng hấp hơi á vì mẹ nà xong lại nhà thua lại nghe nạt lâu đó một bên này hay con này hay luôn tụng ngô đấy hay tụng ngô rồi không có cho nó đào tưng nữa hay một thấm rồi mò qua lần cáo lên tích chạy lại đã bằng bốn những tu sanh thằng học nén hay bằng bốn năm toàn bàn đăng ký vô đăng ký phong năm bảy giờ tu lâu video thay mấy ngọt nè và ngày buông thơm TV xin chào tất cả các bạn yêu mến kênh hôm nay buông thơm lại cập nhật tiếp tục chấm pa hai cái nhà Ông Thơm cũng đang đứng ở phía bên ngoài này, ở ngoài này cũng chuẩn bị làm một con đường ở phía ngoài này nha. Cũng rất là đẹp, thẳng băng luôn nè. Hiện tại cũng đang trong quá trình xây dựng á, đường đan. Rồi phía bên đây thì nhà mình thấy nhà ghe này. Là ghe hạ thủy là xuống luôn, thì cũng Thơm đang đứng bên ngoài. Nhà mình ai chưa đăng ký thì đăng ký để theo dõi tiếp tục, hay muốn Thơm mời cái nhà mình vào bên trong. Bữa nay trời mưa sáng bây giờ mới lại tới cái nhà. Liên việc thèm là lâu em còn thấm còn tập và mô đòn lấy là bảy chai còn lại chung là ôn nhưng mà tôi sẽ nạp thêm ô ngày nay mô chụp lại nga youtuber mô quát chăm pa qua nà ram quên rồi mô hôm nay lại gặp youtuber quá nhiều của nhà ấy đó lâu em còn thấm nó mà ôn nhưng mà tôi sẽ nạp là chung còn vừa mưa thì chẳng hơi chẳng ói nè hiện tại thì nhà mình nhìn thấy á cũng gần xong rồi cái nhà đó rất là đẹp cái nhà đó zoom lại gần cái nhà mình xem nè ha đó rất là đẹp ha hôm nay thì Chăm Pa hai thì sử dụng cong đùi bằng cây bô bô đá cái nhà rất là đẹp thì cũng Thơm cũng không có biết tiếng Khmer kêu tên gì nữa thì cũng chưa có hỏi ai được rất là đẹp cái nhà đó, à cái này mình đi qua Chăm Pa Vanaram tụt ngô lại mình Chăm Pa kia nó gọi là công mình tàu công một ký đấy Việt Nam hào là bộ bộ đá mình còn thấm lên thua video clip mạnh nó hơi ngắn đó mà công có thể là 7 kg lên tại vì 7 kg đó 4 kg đó đó để được cái hai tầng nó là cái tầng hai á làm sao đọc đó vậy vào buổi trưa này cũng gần xong rồi mà lẽ mai một ngày nữa là xong phần công rồi. Mình thấy rất đẹp luôn ha đó, cái này là chưa có cắt ha nhưng em còn cắt đó đó ngồi trên này nhé làm hầu à bay lên bên hai đây lâu nó thêm một màn công tiếp đấy nó thằng thằng say đi phần bảy công tiếp hay nó phần mục bảy công tiếp hết à. Ở phía sau này cũng còn 7-8 công ở phía trước còn 3 công thì xong rồi chắc có lẽ mai mới xong mai hoặc là nếu ấy chiều nay xong rồi do cái công này nó quá cứng nha bộ đá à, nằm mà mỗi nhân mơ mà chung đó chẳng hơi oi nào mạnh công tới đó buổi trưa này gần xong cái phần công đầu này luôn anh ạ thì em ngay tặng nó phải chỉ hơi thằng công có 3 lần nổi ngon khơi này sẽ là hành thế đó thì em trả nói đó nấu em một cục nữa sạch luôn rồi sạch chuột thịt nó quá chắc cả nhà xong rồi mới tề cái phần mặt trên lên luôn ha thôi ở bên cạnh đi
Chặt luôn. Cạo rồi mới đánh cho nó sáng hết á. Thầm mò có hành quay. Một con quần như phần đầu ấy nè, cũng còn hai công nữa trong phần đầu. Mình nhanh thấy à ha, ok bạn con gọi đến anh thấy ói rồi. Phần đầu có một công khoảng 2 đến 3 cây, không có sử dụng đồ lon. Cái phần này là phần của gia dành. Lại công đặt phần cô. Ngay tặng nó vẫn ổn cả mòn mưa tuốt trộn đá. Buổi chiều cũng bà con đến xem rất là đông nha. Còn một con này nó là xong phần đầu rồi. Một con cái hơi thằng cà máu. Bịt lòng toàn thằng cõi với. À đặt nó liền nó. Đến coi nó đi nè, của mình mà mơ tục kìa. Lập phân nữa của anh. Hồi lăng công hay là lập phân. Chứ là ngày nâng tao tem em đồng chuyện hình mới đó. Thôi mà ngay tao đám khơi mau. Đi ngô à. Ôi mò men cài cả mò lính. Mò tem lính à. Xong phần đầu rồi nha. Thôi nó khăn cả ba hay cái này bằng không. Hoặc là bằng lên một chút sana một chút. Rồi sau này còn dài cặp nữa. Còn buổi chiều còn 1 2 3 4 5 6 7 cặp. Nó bằng pel cu con cậu. Nấu bầm bơ cu còn có tiết hơi ngày ngày xưa là ngày ba ngày tổng mất chích thằng hơi ngày xưa còn bảy cặp và tao và hơi vui tức cho và chất lượng à. Nhà mình tham quan ha, không thơm mà đi từ từ cho nên mình xem đó.
bản thích cũng đã tích 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 rồi nó tốt sơn an đấy không bố bố đa thế á à không mơ sợ sẵn à nhưng là thì anh ấy hãy ăn tao anh ấy thì nghe xíu lắm ấy coi đúng không thì anh còn tích tích à anh ấy thì cắt máy nói chắp à chứ anh à đây à mũi đấy mũi đây ba đạt quá nè liền lạc quá còn một mấy cặp sau nữa là xong tập mong này nó ngà mau bị sấn một chút ba đây thì nó mà tầm nể mà anh ấy tầm nể thì chú mới ốc á ao này ao lui tiếng ốc á ao ao 300 tiếng á ao ao lui tiếng nó mà không thiệt hơi à, nó mà con đầu nó như là xong phần trước rồi nha à. Đạt con hơi nha chừng bằng trang luôn đó con này là xong cuối cùng ha con đầu còn con này mới là xong buổi trưa còn rất sắc đó tôi rất hay tổng còn này tôi là chèn sầm rạc hộp bài này còn cuối cùng được để cho nó cứng sát nhá, rồi tôi là chích. Này nó xong rồi nhá, rồi mời này. Rồi tới giờ cơm rồi thằng một khoai oai tại thì cũng đã xong hết phần đầu nha thì còn chỉnh sửa đâu cắt phần cong lại là lẩu hơi này còn phần một khoai oai lẩu nấu ăn khỏi màn cong tết bên mấy cong tết hơi lẩu nấu cắt mắm nấu bà cong mà bà công sẽ cũng còn tệ phần trên ở phía sau cũng còn 6-7 cặp nữa là xong rồi
Thì bình thường mà cũng quay đến đây đây, cũng xin tạm dừng nha. Để cảm ơn tất cả các bạn mình theo dõi, bình thường sẽ quay một vòng cho mọi người mình chiêm ngưỡng ha. Như là hai ngày nữa là hoàn thành hết rồi, thành công này, cái con lươn nữa. Còn có 6-7 cặp phía sau nó xong ha. Chừng hay bóng thông vào con bóng bồn nhé, nhé tôi sẽ nào được xài lại bóng thông TV nó chụp chi sẽ đầy một con lọc về hai tròn. Bóng thông vào con này, bóng thông vào tiên chết là bán cho phải cao sập trang phẹt rồi á, rồi cho cao sập trang phẹt rồi khoảng 90% rồi. Đẹp nha. Bye bye cả nhà. Hãy ở cùng mọi người ở khán giả.